này kia chắc hồi xưa tôm dữ lắm không thư? Trời, tôm nói gì, ở 12 này mùa tháng 10, tháng 11 mình đó, nước nó giật mấy cái bào đó, con vô sách thùng thiết vô 4-5 thằng dậm gà lúa nó đầy dưới người ta dậm mấy cái bào đó, dậm lát nước phèn ảnh nổi lên nắm râu mặt 4-5 mét sau đá núi cắm hồi xưa không tôi. Ừ, con đi tối ngày mát rự mà vừa xế qua rồi mà phải đi lần về nhà chứ con ở con mưa mây lại cái ào lạnh ngắt rồi đó, ướt yeah. Mình mẩy đó như mưa phùn đó, mưa hột nhuyễn nhừ nhiễu lá cây đợp chắc cây hồi đó chắc xưa mà cao dữ lắm mà không tôi. Ồ, cây 40-50 mét rồi thường rừng tối trời rồi con. Rồi mình tính hạ cây nhỏ xuống rồi chắc vô cây bự đốt phá rễ mà hư cái núi trời. Hư hết tiêu tùng nội côn trùng không nó chết biết bao nhiêu lại mà nhỏ nó chết hết. Phải để như y gan gì mà tới bây giờ chắc cái núi đẹp dữ lắm không tư. Nói gì con đi núi cấm đi tối ngày mày đâu có đậu nón đâu năm. Dạ yeah. Chung lòn rừng mát rự. Cái cỡ ba mấy năm trước con lên là người ta đốn hết rồi. Hết rồi. Dạ. Yeah. Trồng keo tay tượng cây mới giờ không mà sao rồi này kia nhà yeah. Nước đem lên trồng. Còn dán hương ở trển bây giờ còn nhiều mà mấy ông đốn cũng muốn hết luôn. Nó bán hết rồi còn cái vườn của thằng ấy mấy chục cái gốc ôm. Uổng ghê luôn. Phá trơn rồi trời. Phải để cái rừng nguyên sinh y gan như bây giờ trên đó mát biết bao nhiêu nữa. Núi thì chiều con nghe nó thì gió nó khua lá cây. Dạ. Yeah. Đâu 4-5 giờ chiều mình nghe nước nhiễu đợp hồi đó đi hành quân ngoài núi Gia Lào chứa trăng ấy cũng vậy. Dạ. Mày lội gần tới đây ra quán heo rừng nó chạy bày cả trăm con. Núi chứa trăng không thưa? Ừ, đùng. Vậy sao? Ừ. Rồi ông có lên núi lần nào không? Không có lên núi, đi mở đường xe lửa đó. Dạ. Yeah. Đi cặp ở dưới chuyền không? Ừ, nguyên tiểu đoàn mở đường xe lửa từ tao ra đó thôi. Hao đâu cũng 2-3 thằng bị bắn. Mấy anh này hao nhiều. Vậy là nó cũng giáp với rừng Cát Tiên không thôi? Ừ. Đó lên rừng Cát Tiên xa lắm. Cát Tiên nó trên Bình Dương đỉnh hẳn. Dạ. Sông Đồng Nai nó đi lên chỗ nhà ngấy đó. Chạy tuốt trên nữa. Vậy là núi chứa trang giáp với Phan Thiết không tư? Hay là trong này nữa? Giáp, nó giáp ranh vậy thôi chứ nó còn xa lắm, cả trăm cây số. Núi chứa trang nó ở trong này nè, trong ở Long Khánh trong này nè. Vậy hả? Ừ. Rồi đưa dân Bắc Bộ lên nó mở rừng nó đốt sạch. Cũng yeah. Nhà nước cấm không nổi. Phá làm rẫy. Con cưa mấy lộ hết. Nó cưa ban đêm. Dạ. Nhân vậy nó mở rẫy sáng nó hạ bình điện khu. Rồi vậy núi ngon không chạy sao được. Không chạy không lỡ sao được. Đất đá lỡ là do người mình gây ra không? Do mình không. Rừng Amazon cũng vậy, trái mấy năm nay cũng do con người mình. Dạ. Khai thác gỗ thông có mặt cây mặt 2-3 mét đó. Thông cổ thụ có cây một cái lõi cực kỳ giờ nó hạ ngoài nó đem về mình nó bán cái vườn mấy chục triệu đó, mấy cái cây đó quý biết nhiều đó. Quý bởi vì tiền bạc nhiều cái lòng tham của con người phá hoại mình, nói chung cái tất cả do mình hết trơn năm dạ, do mình hết thú gì rừng cây cối thuốc men gì cũng do con người mình tàn phá. Như núi cấm hồi đó ông Tư đi săn mà ông đi dưới chuyền. Dưới chuyền này hả? Dưới Chi Lăng này hả? Chứ không có lên núi không? Không có lên núi. Là đi dài vô chỗ hồ nước rồi ô thức xa đó không? Từ hồ nước trở ra ngoài này chứ không đi vô sâu chẳng hả? Không.
Mình ra ngoài này heo rừng rồi đó, nó còn ra tới ô Long Vĩ mà. Mùa hạn nó dắt mẹ con anh ra rừng làm ở mà. Hồi đó ông Tư săn có dính heo rừng không ông Tư? Có. Săn dính. Mày gài bẫy hay là ông đâm ông Tư? Đuổi giò đâm không à. Vì sao? Nó gài bẫy. Mình lẹ dữ lắm hả ông Tư? Heo rừng cũng như con lên gió đài, tịt ngang nó giết mày liền. Vì sao? Nó gặp con lợi rồi con ấy lao nó quay ngang với mày vậy nè. Nó ve vô không, nó đi ngang vô không. Yeah. Cái đầu nó gầm dưới đất ngang vô, con đưa lao nó, bởi mình đâu có đâm nó. Yeah. Tự động nó đâm nó. Mình chích vô yết hầu ảnh thì ảnh hất. Ảnh hất rồi rắn lao mạnh như con mới được. Rồi mới dùng cái lao đó mày phóng qua ngược cho ảnh bật ngửa lên, ảnh mới không có sức mạnh nữa. Yeah. Rồi chúm nhau đâm tiếp. Có cái thế không thì? Có cái thế. Săn heo rừng cũng như lên võ đài, tịch ngang nó giết liền. Rồi rồi ông hồi đó săn heo rừng gì rồi có gặp con nào mà có nanh dài không ông Tư? Không có, mà heo dùng mình không có nanh. Có kỳ tao bắn ở Bình Dương có con nanh heo dài hơn gan mình. Rú ra ngoài tao tưởng nanh đặc. Vì tao lấy hai nanh cho thằng tiểu ông trưởng một cái, thằng tiểu ông phó một cái. Tao không lấy cái nào. Nanh bọng không ông Tư? Bọng lắm. Làm như chưa già hay sao ông Tư? Chưa già. Yeah. Mấy con heo đặc hồi đó núi Cấm mình có con đi chỗ đất Ngần đó. Yeah. Ngần nó bán đất cho vợ chồng nào ở dưới Gò Công giờ cũng bỏ rồi. Là heo đó nanh đặc không Tư? Nanh đặc là nanh ban đêm đi cũng như con sách đèn măng sông sáng là. Sao ngộ hay ông Tư? Nó ngọc nanh rồi. Yeah. Ông ba đầu gùi ông xin nó 7 ngày nó mới cho một cái một. Ông để trong điện ông tu, ông để điện ngày đêm sáng rực. Dạ. Yeah. Cái đó được lấy cái nanh đó mà mình đeo một cái đi tới đâu sáng trưng tới đó không Tư? Sáng trưng mà chắc không ai dám đeo đâu, sợ bị giật. Hồi đó tao giận ông già nuôi tao sanh tử, ông ở ngoài Bảo Chánh ra đây kế núi Lào mà. Ông đi sang ông lượm được cái nanh ông bỏ trong túi, cái nó cua với cái ống tên ông lấy ra ông giục bỏ. Ông nói nanh sáng trưng sáng hơn không? Cái đèn ông đội tao cho ông cái đèn của Pháp nó bắn thú rừng á. Yeah. Đèn pin nó nhỏ xíu rồi con đội đầu đã lắm với cái áo đựng đạn. Yeah. Còn ông đựng tên không mà đâu có đạn. Yeah. Nó đựng đạn súng săn. Sao ông đeo thôi tao thua vậy tao đeo vợ xa ra chút xíu. Bị mũi tên ông mang sau lưng nè, mũi tên á với ống thuốc đồ mang cặp sau lưng á. Rừng đâu phải con đi ngoài trống đâu, chung dây nhợ chằng chịt. Mày vô cái vùng đó hồi đó le, mày vô một cái mày chung cái cả mấy cây số. Ôi ôi, đi vậy đi nguyên ngày luôn. Ngày luôn chung không ra. Bà cố nội ơi, chung rồi mày xịt cho tao, tao xịt cho mày. Dùng thuốc mũi đó nó, Mỹ nó phát chay nó sơn màu nhà binh đó. Yeah. Xịt mày dòm với giò mày một đống dắt vậy nè. Dắt không đeo mày hết thấy đồ rặn thành đồ đen, đeo lát nặng ba lô luôn. Ôi ôi. Nó vô nó nách, nó cắn nó nách như mấy kẹt lỗ tai nè. Anh không chung lỗ tai mà anh cắn mấy kẹt này không. Yeah. Nách háng gì mà đó gì mang dài rồi thuốc xịt mũi này nè. Yeah. Nó phát mình tha. Tha mấy con dắt nó không đeo được không Tư? Anh chấm vô anh té liền. Vậy sao? Ừ. Với tên dây giỏng này, hai đầu con cột dây này nè, con phải quất cục bông gòn, con lấy thuốc con cột hai đầu bông gòn. Vậy đó mà cái tấm bông xô mà lót lên vậy mà cũng ban ngày xuống dòm giỏng đỏ lồm. Ôi ôi. Ảnh leo lên đó, ảnh buông tay xuống. Sao nó khôn dữ vậy ta? Ừ. Cũng nữa đó, sáng đeo như mà ngón tay như muối bử, đỏ lồm. Vậy là mỗi là đi hồi cái dắt nó đeo cái mắt lấy chai thuốc nó xịt lên cho rớt không Tư? Ừ.
nhất là rừng le. Le mình cũng như mình ở trong nhà nè, gộp le nó cao vậy đó. Còn tre Cà Mau măng ba lớn lớn, không nói tao quay lại tao tính bắn rồi, nhớ dòm kỹ là không phải, nó cọp. Một măng nó nổi lên nó rằn ri y như con cọp vậy đó. Ngộ. Một măng bành cái gốc nó đâu ba lớn. Tre ăn được không Tư? Ăn được. Con phải luộc nước con bỏ thấy nó đắng. Yeah. Măng le mình luộc chín mình ăn được rồi. Còn nó phải luộc hai nước. Yeah. Măng le được mắc lắm rồi. Măng le bà nội dòng ba lô đó mà. Có chích đâu. Mấy mục cao cao về đâu có ấy mục cao thấp thấp như bình đi dò con đá. Đá gãy, đá gãy. Đá gãy, đá gãy cái lượm bỏ vô ba lô. Yeah. Đầy ba lô cái quả gì lột. Lột ăn. Còn nấm mối nằm đó tôi dắt trung đội đi phục kích. Hồi chiều lại đào lỗ kích đây này kia vô bao đất nữa tấn. Cái lỗ mình núp đó tấn đàng hoàng. Ngủ sáng dòm thấy bỏ dò xuống thấy đất cũng trắng trời sáng rồi. Mà trong rừng nó 8 9 giờ mà mình chưa thấy mặt trời mà. Dạ. Dòm một cái thôi bà nó 19 thằng nó nhổ đầy ba lô đó. Ôi. Nó lên búp 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 lớn là năm mối nhổ. Năm mối không? Nghe ông nói chứ con chưa thấy nữa. Ồ, có nấm nào ngon bằng nó. Ở đây mình có không ông Tư? Có, vườn cũng có. Bây giờ hết rồi, đầu mùa mưa à. Yeah. Mưa lớn lớn ở đám anh nội. Còn con đi vô rừng này kia con thấy cái nấm gì mà cái tàn nó trên bằng bự bằng tay mình nữa ông Tư, mà trắng tư á. Còn cái cọng nó bằng ngón tay vậy nè. Nó cao lên cỡ này vậy nè. Nấm cho đây, nấm gì đủ thứ, có nấm con thử muốn xỉu luôn. Đâu dám thử đâu. Không dám đụng. Mùa lần đây cho hè tao có nổi nấm tượng. Nấm tượng cộng bằng cùng tay mình, nấm anh bành kỳ vậy nè. Yeah. Nó ngọt. Mày hãy rửa sạch, mày xào thịt, xào cá, xào cái gì, xào không cũng ngon. Anh ngọt. Nấm đã chắc hiếm hả ông Tư? Hiếm. Anh mọc đâu, anh mọc một đùi vậy nè, chứ không phải như nấm mối mọc làng thang. Vậy sao? Anh quất nùi vậy. Đặt nấm tượng. Mà anh cái trắng tư à. Mà cái cọng nó bự hả ông Tư? Bự, cùng tay mình cái nấm bành kia. Dạ. Tao ra ngoài cái bồn nước sở hè đó, đó có gốc thốt lốt. Yeah. Tao ra tao gặp bà nấu cái nấm này đó. Hồi đó sở hè trước, sở hè cũ anh trước cũng có nữa. Nấm tượng, nấm tàn ảnh bự vậy nè. Yeah. Ăn không có mùi gì vậy, ảnh có vị ngọt không mày nêm nếm. Nhất là thịt bò, thịt heo, con xào ảnh con ăn. Yeah. Nín thở luôn. Ngọt. Ngọt hơn nấm mốt. Ngọt hay nhiều loại nấm mà biết rồi mới dám bẻ ăn, chứ không biết thì dễ dám bẻ ăn không Tư? Mấy thằng trên núi trên nó nhổ ba cái nấm nấm tràm mà tràm trên núi tràm bông vàng không à. Yeah. Mà có khu gần bên thằng Hiền bên đây là nó mới có nấm tràm, chắc nấm tư ngon lắm hả ông Tư? Con phải về con luộc hai lá bần lăng lá ổi gì con để vô con luộc chứ không ăn đắng ngát à. Đi sao? Nó bổ dữ lắm. Yeah. Bây giờ nó cũng bán cho mình nấm đông cô đó. Bán nấm nhỏ nhỏ cho mình nấu đám cưới rồi đó. Nấm chàm ở trên mạng có bán nữa rồi ông Tư, mà nó phơi khô sẵn trơn mà nó móc trơn rồi ông Tư. Nó móc hư. Nó về nó có lò nó sấy. Yeah. Giờ nó có trồng nấm này cũng kia đủ thứ. Nấm chàm bây giờ mấy ông bán nhiều vậy chắc mà toàn là nấm trồng không đó ông Tư? Nấm nhân tạo không chứ không phải nấm rừng. Con nhổ nó là con phải hừng đông sáng con đi. Dạ. Yeah. Lú mặt đất con nhiêu nhiêu là con lấy tay con bấm nhổ. Vườn tràm trên này có không ông Tư? Hình như nghe nói có mà ít. Ý sao nguyên vườn tràm nhiều mà sao ít ngộ hết? Bị nước ngập á. Dạ, yeah. Phải rồi. Có vườn tràm khô chỗ mình đi trong á. Dạ. Có chứ mấy cái dòng mà không ngập nước nó chịu lên cái rồi mà nhổ còn chuồng mà chở. Tháng nào cũng có trơn hả chị ông Tư? Không, mùa mưa mới có. Vậy sao? Ừ.
Đầu mùa mưa, năm nào mưa sớm, mưa không có chớm. Vậy là mùa qua Tết là không có không thôi? Không có đâu. Người ta nhổ nữa. Ngộ ha. Núm tràm nó kêu núm đâm cô đó. Rồi con phải luộc bỏ nước không ấy này, con phơi lại, hay sấy lại. Dạ. Yeah. Chứ mấy đắng ngắt à, không đắng, có gì đó. Mát. Mát. Chỗ mình đi giếng chỗ ba câu bảy mẫu từ bữa tao chỉ đó. Dạ. Chết hết hai chị em ăn núm độc, ăn trúng núm độc chết. Bởi vậy đi rừng núm đâu phải mà ba cái nấm đó đâu phải muốn ăn là ăn đâu. Phải biết mới nhổ ăn được. Mỹ cái ngoài nó cái rừng núm này một cái thôi làm gì cho hết. Heo rừng nó ăn rồi nó ăn không hết mà nó trắng một khu đó vậy. Núm có núm nó kêu núm hộp gà gì đó như trồng đỏ trứng gà mình vàng vàng vậy đó. Dạ. Nó bự bự vậy, kêu núm hộp gà, núm núm nó mắc tiền lắm. Dạ. Núm nó ăn nó thơm. Có ba cái núm gơm mình ở đây người ta trồng đó, mấy cái núm đó ăn có nhiều không không tốt không được. Bây giờ quá chất không á con, men quá chất ba không, men nó gây men meo nó. Dạ. Nấm nó tự nhiên, cũng như cái nấm mèo mà hồi trước người ta lấy cái cây xua đũa đó ông Tư. Ừ. Người ta cắt một cây khoảng chừng 2 mét, 2 mét, 1 mét cái này chất, cái tờ không dựng biết. Dựng lên đóng đóng rồi người ta che trời rồi kia, người ta tưới nước. Dạ, tưới nước lên tự nhiên ra nấm nấm không Tư? Ừ, con ăn nó mát. Dạ. Bởi vì hồi lần, hồi lúc mà con còn đi học, năm đó con học lớp 6, lớp 7 vậy. Cái nhà bà cô Kiên á, ở bên Đình Thâm Buôn á, làm ba nấm mà nấm mèo đó, đó. Ừ. Mà bằng cây xua đũa không à? Cây xua đũa không à, nó dạ. Nó khoan lỗ lỗ nhỏ nhỏ vậy, cái nó cấy mèo trong dạ. Rồi cái nó cũng cắt cái chòi nó dựng đóng đóng. Cắt cái chòi bằng lá dừa nước mình. Dạ. Là cái đó con thấy làm bằng cây xua đũa rồi rồi á. Xua đũa không à, nó dựng cây xua đũa không, cây khác nó không ra nấm đâu. Dạ. Có núm xài thì mà con nhỏ cực lắm, núm nó tàn nhỏ nhỏ. Núm xài giờ nó cũng như núm kim châm, bây giờ nó bán thị trường. Dạ. Mà ảnh không có bụi như kim châm, mà ảnh rời rời từ núm vậy đó. Núm màu gì không Tư? Màu trắng, mà con ăn nó ngon hơn kim châm. Kim châm nó ăn đâu có ngon lành gì đâu. Núm kim châm ăn dai nhất không Tư? Ờ, dai mà nó không có ngọt nữa. Dạ. Núm xài con ăn ngọt mà ngặt cái nhổ lâu với rửa cực. Bị mùi cát này nè, yeah. Cát mưa cái ảnh văng vô tàn ảnh dính trong. Dạ. Yeah. Dùng nào mà có ốc bà Trần này nó càng còn hơn xe ủi nữa. Bình điện. Ốc bà Trần là người ta kêu ốc ma đó không Tư? Ốc ma đó, con bành kia. Dạ. Yeah. Mà cái vỏ nó sao nó mỏng dần không Tư? Có cái nó cứng, mấy con già nó cũng cứng. Mà thấy người ta bắt ăn nữa không Tư? Ăn. Tao cũng có ăn lần. Nhớt dữ lắm ông Tư ơi. Nhớt gì à, con phải bỏ vô nồi con luộc nó với đọt ổi, lá ổi rồi đó. Dạ. Luộc rồi ăn có cái mài ảnh không à, khúc với đít bỏ, ảnh ăn tạp lắm. Dạ. Yeah. Cực đái gì ảnh gặp gì ảnh hốt nấy à, từ thằng nào đó. Bò tới đâu gặp gì ăn nấy. Gặp gì ăn nấy. Mấy ông ưa bò lên cây á, mấy ông đu nằm trên đó luôn đó. Ồ, bên Phú Quốc bắt lát cái khiên gì bò lên, nhất là cây mì. Yeah. Nó trồng hàng rào, cây mì nó ép lại đồng bò lên đánh ăn. Ồ, con thấy người ta bắt về cái đầu người ta luộc, người ta gỡ cái mài nó ra, người ta sắt ra, người ta nó xào dưới dưa leo nữa không Tư? Xào gì con ăn được, con phải trà cho nó hết nhớt kìa. Yeah. Để nhớt nó ăn ói luôn. Hồi đó con thấy người ta làm gì con đâu có dám ăn đâu. Tao đi dưới cái vùng đó, đi vô ngăn ngừa, đi vô Vĩnh Hưng, đi vô trong một con vậy nó bán cho con mười mấy hai chục ngàn đó. Ôi ôi ngốc đó, sao mắc dữ vậy? Ừ, nó cắt miếng miếng vậy nó chỏ rằng nó nôm tôm. Yeah. Cái nôm cũng nhỏ, ban đêm nó rọi đèn nước ngang đầu gối mà nè, kinh mương mà nước ngang đầu gối à. Yeah.
hai bên thì vừa nước không, rồi nó xỏ dây chì vậy, cái nó trên có cái phao nó dục, nó rồi bị cái mắt tôm con rọi dễ thấy đó, ảnh đỏ lòm mà. Rồi cái úp lấy cái nôm nhỏ úp xuống nó úp, bắt con gì mà đêm nó bắt cả chục ký tôm đó mày. Ôi ôi, hồi xưa ông Tư đi đi bắt cá đồ này kia chắc hồi xưa tôm dữ lắm không Tư? Trời, tôm nói gì, ở 12 này mùa tháng 10, tháng 11 mình á, nước nó giật mấy cái bào đó con vô sách thùng thiết vô 4-5 thằng dậm. Gà lúa nó đầy dưới người ta dậm mấy cái bào đó, dậm lát nước phèn ảnh nổi lên, ảnh nổi lên nắm râu. Ăn ban đầu đầu cổ gì ăn hết, ăn riết là đầu dục hết. Ăn mình không? Ăn mình không, ăn không nổi nữa. Ỉa bà nội ơi, cởi quần không muốn kịp. Ăn ba gạch nữa mà ăn gạch nhiều, ỉa thấy bà. Tôm càng xanh không hả ông Tư? Càng xanh không, hồi đó mùa nước giật con nước thúi, dạ đồng nước thúi, nước còn ngăn luôn quần quần. Con đôi đi theo mấy kinh, mấy bụi điện, ảnh nổi lên râu rồi. Dùng dây chì mình rồi đó, đâu có dây chì như bây giờ. Mần mũi chĩa 4-5 mũi gì nè, tra cây điển vô đâm. Ngoài đồng có đâm, đâm lát sách gì không nổi. Năm đó ta ở Đồng Tháp đóng năm 60. 60 ta đưa quân dịch nó đưa ta xuống Kiến Tường một quá cũng thất. Bà nội ơi, nước rầm nước nó chảy. Tao mới lấy cái lợp cá lóc của ông đặt trong đồng, tao ăn cắp ông cái đem về hố bơm nó bỏ cặp mé sông nước tới đó nó quặn vậy nè. Tao mới lấy cây trải cũng như cây tre mình bằng chân cái à, rồi cầm tao cột của lợp sáng dở cái đầy lợp luôn tôm. Bà nội đặt ông, chơi mà dính thiệt hả? Đặt chơi vậy đó. Rồi lớp nó chết xình, tao dở lên tao đem lợp bờ luôn, không đặt luôn. Bị tôm con đâm lát rồi ăn cả ngày chưa hết nữa. Ăn tôm riết rồi không biết làm gì, ăn nướng. Nướng đã, tôm tư ăn đã rồi để tôi cho tôm xình. bụng ăn, riết không biết ăn. Thay đổi món. Thay đổi. Cũng như hồi xưa người ta đặt ủ lương. Cá bông nó ngớp với kinh vô Phụng Thất, vô Đồng Tháp, cũng như cơm sôi vậy. Cá lóc không? Cá bông. Bà nội nó giục một trái lựu đạn, chiếc xe bồi rô đen của bà phó tỉnh trưởng, chở mấy cần xé, mò cá bông không. Cá rô biển con nào cũng lấy bằng tay xè mình. Mấy người kia ăn cá bông riết, ta không ăn cá bông, tôi bắt cá rô biển, tôi xỏ lụi, tôi nướng. Chừng ngọt ngay. Ừ. Hồi xưa con nhớ đi đặt ủ rồi, ủ lương đó ông Tư. Cắt cỏ cái đầu chắc ủ. Ôi ôi, mà nó dính đủ thứ chứ, ếch, rắn, lương, cá. Ừ, rắn trung hết. Dạ. Không, con ăn đi. Đó anh em. Ăn đi. Đi xuống mần gì cho mẹ con hả? Đã đi chợ mua đồ. Mua bánh cậu ăn chứ. Ăn đi. Nhớ hồi đó mà đi xúc ủ lương thấy ham. Lương con nào nấy nó dằn nghín không. Bự không à. Mưa mấy bào đầu gối này con xúc, có cái con xúc cả chục ký lương. Dạ. Lương con bự. Nhất là rắn trung. Lương nhỏ bỏ trơn à. Bắt bự. Rắn trung. Dạ. Rắn nước nữa ông Tư, ếch nữa, ếch rắn trung, rồi trong đó có chuột nữa. Bị gì mình đặt ủ ở cái nó thùm lùm cỏ đó, chuột vô trong nó ở xanh. À, trúng. Nó ủ lương ham lắm, đi vớt ủ cả ngày về cái mấy chục ký lương. Dạ. Bây giờ đặt ủ để 1 tháng thì chưa có con lương. Không có con nào ăn, kiếm lương con. Bây giờ làm thuốc không mà, hồi xưa đâu có thuốc men gì đâu. Bây giờ mấy ổng đặt ủ, mấy ổng để mồi thuốc á. Cá bây giờ cũng vậy, mấy ổng dân lưới cũng giải mồi thuốc. Chứ không phải như hồi xưa. Hồi xưa mình dân thí ra gỡ hồng nổi. Dân cá rô đó, nó dân cá rô, rải lúa rồi cái nó vuốt. Nó thuốc thì có ông mì chứ có gì đâu. Với mỡ bò nó quậy sệt, cái nó thấm tay, cái nó vuốt theo viền đó.
cá rô anh bắt hơi được, anh dính nẹo giường luôn. Gỡ không nổi đó. Ở đâu ông Tư? Ở chùa Mỹ Á nè, đường xuống Lâm Viên nè. Ai gặp ông Tư? Thằng cháu ruột của tao. Nó leo thốt lốt mà gặp rắn hổ mai bò, nó tuột xuống đập. Ôi đập bắt rắn luôn. Rồi bốn cái thằng cà lơ đương gánh cỏ ngoài đồng về đụng nó gặp dục bò cỏ chạy. Đụng nó chạy kêu không ngừng. Sợ quá. Cái xóm đó nó sợ hổ mây, nó gặp thằng này lâu lâu rắn hổ mây nó gặp nó dục. Vậy là mấy ổng chắc gặp nhiều lần lắm rồi đó ông Tư? Không không thì ở đó nó gặp thường. Dạ. Cái bà mà cháu ruột của ông Nguyên gì nhà giàu nhất cũng dùng nó đó. Thì không có nói vậy nó lãng quên. Bà ngồi bà ngoái trầu bà nói ô có con nó bò tôi giơ tay về không tới đâu. Bà ngồi bà ăn trầu. Ở dưới hổ mây nó cắn chết hoài à. Năm đó chăng cắn bà vừa đem tới đây tao vô tao gỡ cục thuốc gùi ra thì bóc tay vô tay bà thì mạch đứng. Đứng mạch hả không Tư? Đứt mạch. Cắn hai ba ngày rồi đi chạy thầy gì dưới dòng thuốc rê mà nó đắp một cục bà lớn. Dò cẳng mình mẩy lầy lụa trên. Chảy nước tùm lum. Hết cứu luôn hả ông Tư? Sao không cứu kịp? Vừa đem tới đây để tao thò tay tao gỡ cái cục thuốc rê. Gỡ cục thuốc rê rồi lấy ca nước xối rửa. Rồi quay lại bóc tay bà. Thấy bà nằm làm tin bóc tay lắc đầu. Rồi xe con nó còn đậu ngoài. Thôi bà chết rồi chở về đi. Mà bà này tới số. Hai con rắn hổ mây không biết làm sao nó lên nằm cái mã không biết chồng của bả hay là gì gì đó. Bả đi ra mã đó nó cắn. Dạ. Yeah. Chắc bả không thấy gì không Tư? Rắn bự lắm, bả nói rắn bằng cùng chân. Dạ. Rắn hổ mây mà nó lớn nó cắn vô mình rồi nọc nó vô biết bao nhiêu mà nói. Không có, nó cắn ông dưới Lâm Viên này bữa chị ba mày ông ra bệnh viện Châu Đốc rồi chị ba mày đi chở anh ba mày nằm bệnh viện ngoài đó. Kêu chở về trong này, chở về trong này. Mau hết cấp kỳ. Yeah. Cắn ông ba chỗ. Ông tại cái nhà ông về ông đốn tầm dông, ông để đâu mấy trăm cây tầm dông một đống vậy đó. Rồi chung trong đống tầm dông đó. Nó ở trong đó. Ấm quá. Ừ. Anh rút tầm giống kẹt mua ra nó giận nó quất ảnh cái giò này cắn ba dấu một lượt một miệng bành kia gì nè rắn. Yeah. Lớn bắp dế mình rồi. Yeah. Chở cái gì đây anh cũng mập, anh chắc ba tàu cũng mập. Ý chị rắn hổ mây chị nọc nó mau hết hơn mấy rắn mau hết hơn rồi. Rắn trần hoạt tượng nữa. Ngộ ha. Nọc nó coi vậy nó yếu. Nó cắn anh ba chỗ, nó cắn lỗ bành bành vậy nè. Yeah. Răng cũng như cái mọc cũng đấm trong thịt, rướm máu. Bị nó, anh nằm trong đống tầm dông của anh để đó, anh. Yeah. Rút tầm dông động quá, đau hay gì đó, mới cạn giận. Chúng, mà rút cũng bị tầm dông, rút có nhiều nhánh, rút bậy đổ ruột lên. Nó quay, nó cắn mình. Ừ. Cả. Đúng khi rồi. Anh gặp mình là anh bắt đầu là anh chạy. Chạy trừ mà. Khi mình cố mình bắt ảnh á. Ừ. Anh mới chống trả thôi. Tao tự vệ mà. Ừ. Cậu ngồi cậu đục gậy. Cái nghe con gà bị thằng Vinh nó nuôi gà tre. Cậu nghe cái chậu bông nó bự lắm. Cà tục tục hoài đó. Nó gì nó gà nó tục. Bị cỏ mình ngồi xa giờ không thấy. Ừ. Đứng dậy giờ mà anh bò muốn giáp vòng cái chậu đó rồi. Anh bò anh tìm gà con anh nuốt không mà anh rắn bắp tay vậy này cũng 3 kg. Anh bò còn dư khúc đuôi tao là tao nắm khúc đuôi anh bò thẳng đuôi anh cất đầu lên anh khì khì với tao, tao nói mày chết rồi. Bữa hôm rày tao ngồi tao mần đây tao nói là chồng đèn nó ăn gà người ta không à, rốt cuộc là mày
Mày bỏ nghe, chứ mày đi mà tao mà không nói mày nó gặp mấy nó là nó lột mày đó. Tao buông đuôi vẫn cất đầu lên nó chạy khỏi đọt tranh đó. Thì tao nói ừ, mày bỏ chỗ này mày đừng vô nữa, mày vô nó gặp tao là đỡ, gặp thằng khác là rồi nó lột mày. Nó lột mày đó. Đi luôn hả ông Tư? Chạy luôn. Rồi không, ngày qua ngày sau không lợi nữa mày. Tao mận nó mấy tháng trời không lợi nữa luôn. Nói ảnh nghe. Vậy là nghe được luôn rồi. Ừ. Các không nói nghe hết, có cả nó trả lời mình. Ừ, đâu nói chuyện được. Tao nói hàng chi mất gà, tao nó đổi thừa chục đèn ăn không lên ra mày. Tao giác đát, tao nắm đuôi ảnh bị cái chậu bự lắm. Ảnh quất qua anh cua, tao nắm đây gọn khúc nữa. Ảnh dài chừng 3 mét mấy. Mày gắn con mây nó dài dữ lắm. Dài lắm. Tao nói mày bỏ, mày đừng vô đây, thành ra tao đổ thừa trồng đèn không, thành ra mày sợ luôn. Khu đó trồng đèn cũng dữ lắm. Khu nhà anh Vinh đó. Chạy vô chạy ra hoài. Còn trồng hương là nó thơm hả ông Tư? Trồng hương là trồng mướp đó con. Vậy thơm. Mướp, mướp dây nó ít thơm mà mướp chọc á, mướp rặt nó thơm dữ lắm. Yeah. Mướp rặt nó còn 7-8 kg. Có người ta nuôi trồng hương đó ông Tư? Có, thằng đó nó hỏi tao nuôi không, đem vô cho đệ tử nè. Yeah. Thằng đó dân cũng dân chơi khét tiếng à. Nuôi chơi cho chứ đâu có. Nó nuôi cả trăm con, nuôi bán thịt chứ đi bán giống. Yeah. Bán con. Con nó làm như làm việc ở nước ngoài thôi. Rồi trồng hôi nữa, trồng hôi nữa. Trồng hôi là ngặn đặt được hoài đó. Gì hả? Thằng em rể ngặn, em có cái thọc trắng đầu nè. Nó kêu trồng ngặn, ảnh hôi rình, cứ trồng bông dừa đó. Yeah. Mày mần ra cái đuôi ảnh dẹp đép như đuôi rái vậy. Nó mở chỗ nào cũng mở ra. Rồi ăn hôi không ông Tư? Ăn sao không hôi. Nói kêu trồng hôi. Mà thằng em rể thằng Ngân ở bên ô nhà Ngân ngó qua bển á. Ý vậy sao ăn được ông Tư? Vậy cha con đặt trồng đó nó ăn không à. Ăn làm như giết ghiền cái gì. Quen mùi. Nó đòi bán cho tao bữa đó, nó đặt đường chồng con nó bắp bắp tay đòi bán tao 200 ngàn nó thôi vậy. Nó bự ông Tư, như vô con bự nhất á. Chuyện ký rưỡi ha. Ồ vậy đâu bự đâu. Ừ không bự. Ủa thằng đó là cỡ sắp mình gì tao. Bự hơn sóc. Bự hơn. Ừ, mà anh không có leo cây, anh ở đất không à. Phải vậy. Ờ, anh ăn trùng, ăn con này kia, rít bù kẹp rồi này kia, cua, ếch rồi. Mỏ anh tùm húm như mỏ con trồng đèn mình, anh ngắn. Trồng đèn là đầu gỗ anh thông lắm. Còn trồng ngẩn đầu như chuột, ngoại rồi đó, trồng bông dừa rồi đó, gài dính liền liền. Yeah. Hồi đó nó bày luôn, bây giờ mấy thằng này về đó nó ăn bắt ăn hết rồi, hết giống. Giờ thiệt chủng luôn. Thiệt chủng luôn. Mình ở đâu tàn sát tới đó. Không có loại nào ác như loài người. Bởi vậy, loài người là ác nhất. Ác mà độc nữa. Yeah. Đi tới đâu về ăn không được cũng phải giết. Ừ. Gặp nhiều có nhiều người rắn cắn, nhưng rắn nó ác quá, nó cắn chết người ta. Đâu có ác. Đâu ác đâu, con người. Mình răng nó phản ứng nó tự nhiên của nó. Dạ. Yeah. Mình đạp đầu, đạp cổ người ta mới cắn mình, chứ thi không nó cắn mình hồi nào. Dạ. Yeah. Cũng như con người mình đi tới đâu, ở tới đâu, tàn sát tới đó. Tàn sát. Rồi, mình là gọi động vật ác nhất. Dạ. Yeah. Như cái núi rừng đó, người ta đang yên ổn, lên cất nhà, cất cửa ở, bắt đầu phá cây, phá cối, banh chành hết. Núi cấm này đừng nói chi ngoài miền Trung, miền Bắc như bây giờ mình thấy hiện tượng giờ, còn núi cấm này hồi xưa lỡ núi cũng vậy đó. Yeah. Ủ ngựa cái nào cưa không nổi đốt. Chất cây nhỏ vô gốc đốt. Đốt bà cây ngã chứ. Bởi vì nói sao núi lỡ rồi này kia, núi đá chài. Anh Lâm thấy miền Trung nó lũ lụt, miền Bắc này kia là nó cũng phải ảnh hưởng. Mấy cha cứ lâm tặc á, dồn lựa những cây cổ thụ. Cây đó thì nó bảo vệ những cái vùng đất. Đúng rồi. Ảnh vô anh lựa cây to, anh chặt hết. Cẩm với cây liêm. Ở ngoài nó quý nhất. Gỗ liêm cái dân nó như gỗ thông vậy mày.
nó giận giận như gỗ thông mình mà cực kỳ nó tốt. Nguyên cái chùa mà ông Nguyễn Tấn Dũng mình muốn cắt bên Phú Quốc là gỗ liêm không, mà đốn mấy cái cây đó rồi cái nó đâu còn rễ bám dưới đất đâu. Đúng rồi, chết. Nó đâu chặn lại đâu. Cho nên đất nó chạy. Mà hồi xưa con cưa rừng, con cưa cây rừng thì có cây mà cưa bề lên còn 4-5 mét bị ba cái le rồi này kia nó phủ bít, con phải leo lên gọp le con cưa, mướn dân tộc nó cưa. Con cưa cá mập không rồi hạ trên rừng đó. Mà còn khúc ở dưới bành kỳ chứ. Bờ nội ơi, năm tao ra tao nói phải bị, lúc không có tiền nữa năm ơi. Dán hương nó còn cái lõi không cỡ 3-4 đứa mình ôm. Ăn đi lõi không à. Dán hương mà mấy cái lõi đó nó thơm hết, biết nó thơm luôn á. Dán hương mật rồi nó mới tốt, còn dán hương nếp mình nó cũng dở bẹt. Dạ. Nó trắng. Dán hương mật thì màu đỏ nó màu đỏ chậm. Đỏ đậm ghi, thơm bưng. Tao ra Hà Nội gặp cái vườn nó hết thiết bị, tới Hà Nội lần sau mình chở về. Dạ. Theo chở cũng được, mình mướn xe chở về mình được cũng được. Mấy ngàn cây số. Tiền nó mắc thôi. Mua cây như này. Đúng rồi. Đẹp mà trong mình đâu có, trong mình nói gỗ liêm đâu có. Chỉ quan ngụy rồi đó, mấy anh này đài vô rừng liêm là chết sạch. Sao cày vô ông Tư? Liêm nó độc lắm. Vì sao? Ừ. Ở vô đó thì không có nào sống quá anh Từng. Chất độc nó ra hả? Chất độc nó ra với rừng liêm này sốt rét. Ôi ôi, ghê vậy? Ừ. Chết hết. Nó đài vô đó chết sạch. Sĩ quan nó đưa vô đó cải tạo. Nó đưa vô đó cải tạo, nó cải tạo với gì? Phá rừng cho mấy ông bự. Gỗ đem về xe vô nó, anh chở về anh làm của anh. Vậy giờ chắc bên núi Tà Lơn chắc có không? Tôi có không tôi? Ít. Tà Lơn bị hồi trước bãi biển con. Dạ. Yeah. Rồi sau này bởi con thấy núi Tà Lan bây giờ mày đi vòng vòng đá san hô không á. Dạ, dạ. Đâu phải đá như ra đất liền mình đâu. Dạ. Yeah. Ở trên đỉnh đi. Cũng đá, toàn đá san hô mà. San hô không à? Dạ, yeah, đá vôi không à. Ừ. Có cái suối Giang Hà, suối Giang Hà chưa có thấy ai đi tới đó trơn. Tao tính đóng chiếc xuồng, tao tính qua Phú Quốc tao đóng chiếc xuồng. Rồi tao đẩy vô cái bưng đó ta ở. Bà Hà Nội ơi, Quy ơi. Tới mùa cá cạn rồi mày dòm cái bưng đó nó chảy ra. Thằng trưởng trạm nó kêu tao, vì tao nói tao biết mình biết xây rõ đó. Yeah. Nó nói, ôi, ở đây cá không hết. Dòng cần nước trăng rắn nè, mày không có làm gì chết tới mùa. Cá lóc mình con 4-5 kg là bình thường. Ở trong núi đi ra không Tư? Ừ, trong cái bưng nó kẹt. Ở chỗ mũi hòn chảo mình, bị bữa không dắt con đi dòm. Có cái voi cặp Tà Lơn mình á, yeah. Tuốt trên tới Nam Giang, gần Nam Giang, rừng Nam Giang. Dạ. Yeah. Thấy nó gần sát bên đó. Rồi bên đây anh có cái hòn đảo. Dạ. Yeah. Có cái đảo anh mọc ra ven biển là chính giữa mũi hòn chảo mình ra, có cái đường cũng biển nữa. Mà hẹp. Vô đó ta nói mày ơi, tới mùa dòng dịp nước này không biết ở đâu nó bay gì. Mà dòng đen trời luôn. Dịp nước, vậy là dịp trời đó không ta? Dịp trời đó, thứ mỗi lần kêu con suốt, nó suốt lúa mình. Dạ. Yeah. Tao tính đóng chiếc xuồng. Đóng chiếc xuồng dên dên cho dày, rồi cái vô trong cặm dưới giữa bưng nó ở. Còn người Miên ở bên đó nó nói, ô tới mùa nước hết rồi. Trâu nó xuống đây mấy ngàn con Tà Lơn á, Tà Lơn nó xuống trâu rừng. Trâu rừng không thôi. Trâu rừng không. Mày dòm thấy cò chim nó bay lên, mày dòm thấy nó đen phía trời. Không biết bây giờ trâu rừng ở trên núi Tà Lơn còn không á? Còn. Nó ở cái đường qua Cô Công bên đây nè. Dạ, yeah. Nó giáp Thái luôn không thôi. Ừ. Cây xây đó cả chục đứa mình ôm gốc chưa giáp. Ừ. Đi qua đường qua cảng công ông Sơm đó là tưởng nó đi ra ngoài lộ nghỉu ngến. Nai hu heo rừng chạy qua chạy lại lệnh đó như đồ mình nuôi. Vì nó quá nhiều rồi. Quá nhiều rừng đó bị rừng bảo tồn của nhà vua. Dạ.
Ông nó nói cây xây này nè, cả chục người ôm chưa giáp gốc. Quá khứ. Mấy cây đó muốn hái trái, cây trái xây ăn cũng không dám leo được. Chim chóc nó ăn hết rồi. Chim bệnh dữ lắm. Trái xây nó ăn ngọt ngọt chát chát. Chát chát. Nó con luộc với muối ăn chơi vậy. Mà ăn lâu lâu đói lắm mày, không khát nước nữa. Dạ. Ừ. Ở bên Chi Tôn lâu lâu cũng có người bưng mà gỗ ra bán. Đâu có, bà già hay lựng nè, mỗi lần bà còn sống, năm nào bà cũng bẻ. Dạ. Bà hái bà nấu bà bán. Ở trên chùa Tà Bà còn cây đó ông Tư. Cây xây. Mà cây đó nó già lão lắm rồi, cây trong chùa Tà Bà. Cái ông về vợ rồi. Tao hồi đó, ông già của ổng có tâm thất thì bà lỗi không bà lớn. Mà mần riết nó khuyết cũng như cái chảo mình. Chặt riết mòn hơn thôi. Ừ, tâm thất đó ông nói mà ông anh vợ tao mà giờ cũng cũng tuổi với tao nè. Dạ. Ông không biết hồi trước ông nội đem về đâu, Trinh Nguyên đem về. Tới giờ ông biết 70-80 năm rồi, tới tấm thớt còn. Bị thớt nó con chặt nó không lên dâm. Yeah. Cây xây nó không lên dâm. Mà cái núm xây người ta còn để mấy cái núm trong. Con cắt cho mới. Dùm nó mà nó đau yết hầu. Hạch đàm yết hầu rồi đó. Yeah. Con mài với nước cơm do mình lấy làm gà ăn hết. Bữa. Vậy sao? Ừ. Là cái núm cây xây. Cái núm. Núm. Núm bành kia nó dày đâu cả gan. Là cái nấm mọc á không? Cái nấm mọc á. Ở đâu có cây nấm đó ta? Bên Nam Giang mới còn xây đó chứ bên mình đâu có. Vì cái cây xây mà ở trên chùa Tà Bà, cây xây lão đó, đó cây đó nhắm nó mọc nấm không ta? Cây nào nó có mọc nấm thì cũng mọc. Mọc nấm thì mình... Vì con lên nó hoài mà con đâu để ý đâu. Vậy là cái nấm mà mọc ở trong cái thân cây nó ra luôn hả chị? Ừ, gốc cây nó cưa nó mới mọc chứ còn cây còn tươi chắc không có đâu. Cái này nó, cái gốc của nó bọng mà là có chỗ nó mục nữa. Mấy cái đó chắc có nấm đó. Mình đâu mà chứ nhiều cái nấm về mà xài 10 năm chưa hết. Dòng mài trong nắp lu mình nước đục ngầu sành sệt như bột lỏng mình. Dạ. Con mài nấm nó cứng lắm hả ông Tư? Cứng. Cứng cũng như là nấm nấm gì linh chi rồi. Dạ linh chi. Vậy là mài rồi lấy lông gà quét cho mấy cái người mà bị chân yết hầu á, chân yết hầu. Đau xong đau yết hầu cái này. Dạ. Chân mặt chà bá. Có người hiện nay là có người đó bị hai một hai bên bự ra luôn gì nè ông Tư. Có chân bú á. Hai bên gì nè. Ừ. Mấy người đó nghiệp nặng lắm con. Mình cứu thì cứu, gặp cứu người ta thì cứu, nhưng mà phải biểu người ta ăn năn lại. Nguyện giái cúng lại, ăn tương lạc mấy ngày rằm vía 30 rồi. Cho bớt cái tội lỗi mấy người đó tội lắm. Cái nghiệp nó đeo nó bám mình. Yeah. Con tính ở đây mấy người đó trí nhớ không có đâu. Yeah. Nói trước quên sau. Mình phá có cái bộ nhớ đó. Đây mà nó quất như vậy thì làm sao con nhớ nữa. Nó phá về thần kinh hả ông Tư? Phá. Tao còn mấy miếng bự tôi để. Còn mấy cái người bị bú máu không Tư? Bú máu có đắp cái gì được không ông Tư? Tôi nói con uống thuốc từ từ nó tan thôi chứ. Tôi hỏi ông già ai, ông Quốc Trang. À. Có nhiều người bú máu nổi ngay cái mặt, ngay con mắt đồ nữa nè. Phù mặt. Bù mắt đâu phải nó nổi lên nó không hành đâu. Yeah. Nó căng da con nó hành con không ăn không ngủ được chứ. Nghiệp. Thấy nhiều người nổi. Có nhiều người bú Tà Bá vậy nè. Nhiều người nổi khối u đồ này kia bự bự không nhìn thấy tội nghiệp. Cái đó có biết thuốc gì đắp. Người ta cũng đắp dữ lắm rồi mà không hết. Đắp không trúng nó đâu hết. Yeah. Cái núm xây đó con mài vậy đó con phát đó. Yeah. Phát hoài tiêu lần lần mà phải uống thuốc giải độc như bài thuốc con đọc nãy là bài thuốc nó giải độc không đó. Yeah. Thuốc sổ không ta sổ giải độc
biết thuốc gì trị ba cái mục đồ này kia, khối u rồi đó. Cho thật hay ha. Đều đi cứu người này, quên cái câu cho nên linh bất linh tại ngã, tin không tin là do mình. Con tin cái gì thuốc đó con đắp cái đó hết, mà người khác người ta không tin, không tin không hết. Biểu hết sao hết. Không hết cái gì cũng mà cái nghiệp quả của mình đã dai mà bây giờ phải trả. Phải nó phải hành hạ sát thân, đừng nói gì dòng nhất răng này nè, mà thuốc tầm bậy tầm bạ đâu có hết. Thuốc cái tao cũng như thuốc thần dược, thay vô hết, thay vô hết, ê răng hết, cứng răng lại liền. Có nhiều chứng bệnh lạ kỳ, sau này nó có lương y vẫn khoanh tay luôn, không biết bệnh gì luôn kỳ. Hiện nay là lương y là có bao nhiêu bệnh đứng nhìn chứ không biết được, nhìn gì. Lắc đầu. Bệnh trời mà. Phật cũng nói sau này còn nữa, con trần gian sắp vướng bệnh trời từ đây đó ông Tư. Đức thầy có nói không ai chữa nổi, phải giữ gán niệm Phật. Quỷ dương này nó xuống nó sát phạt những người hung dữ nè. Cái đó cũng lệnh của Phật. Làm lành đánh dữ đi rồi từ từ sẽ hết bệnh. Phật bị nó giết người hung dữ, không giết lương hiền nữa. Giết người hung dữ chết hết con ơi, sau này chết hết. Ê cũng bỏ xác rồi. Không, Phật nói sau này nữa ấy, cũng có người không bỏ xác nữa này. Có người cũng đi nguyên hồn lột xác như trăng trăng vậy đó. Lột vỏ như con trăng rắn, không bỏ xác, không hết. Mấy người đó công đức lớn lắm, 20 ký cái chép con bành ký. Cái chép vàng hả ông Tư? Vàng trắng rằn ri có đủ cỡ, mà nó bự vậy đó hả ông Tư? Con nào nấy nó cá đó làm như biển hồ nó xuống. Ôi ôi, tao đâm mà tao kèm không lợi nữa, mày tính lôi xuồng nó chạy. Không có con cá gì mạnh bằng cá ngựa. Cá chép coi vậy nó bự cũng nó mạnh đi. Cá ngựa chừng 3 ký, con đâm lơ mơ bằng cá bông 10 ký. Nó mạnh gì đó không Tư? Cá ngựa đâm lôi xuồng đi. Còn nó xoay gì đây này, đi lên Vĩnh Tế bữa hai bữa, như bác cháu mình còn nhậu gì nè, bữa hai bữa tao bóp gỏi cái chạch lấu cho mày ăn nè. Hồi xưa chạch lấu ăn ngon. Đâm con 2-3 ký tao đâu cho bác Tư mày bán. Để ăn không không? Để ăn, mấy nhỏ ăn. Mình mần cực khổ đêm hôm, cái gì ngon đem cho người ta ăn hết. Bởi vì người ta ăn được, mình không có dám ăn sao? Bán đồ mắc, đem bán, có tiền. Thì vậy đó, những người đi làm có cá về, cái lửa cá bự bán trơn, chừa cái nhỏ lại ăn. Cũng mỉnh bởi trầu luôn. Lượng mót tiền á, ông Tư. Mót nó làm cái gì vậy? Đâu nhức răng, cái đi lên bác sĩ nó quất hết mẹ bữa cá đó. Nhổ cái răng 200 ngàn. Hồi xưa cái người nông dân vậy đó, để dành tiền bị nghèo cũng thôi. Tao đâm được cá chép 3-4 ký là tao cột ngoài đồng đó, tao đậu xuồng giữa ngoài cái tảng lúa này. Giờ nó mần thằng năm hết rồi. Đó ngoài đó có nguyên cánh đồng đâu chừng mấy mẫu đất năng không à. Tao neo xuồng mãi, cầm cây tao cột cá chứ mãi. Mần ruột rồi ra hết rồi. Móc ruột là tao cửa sổ mang cột, chừng nào nó nổi lên cái tao đem vô. Cái đó là bún tàu rồi núm mèo rồi kia. Khách